Bước thứ hai các bạn cần xây dựng đó là xây dựng sự tự lập. Nghĩa là khi mà các bạn theo đuổi sự đam mê, thường ở Việt Nam hay là ở Á Đông chúng ta, hello, xin chào các bạn, mình là Thế Phương VBK đến từ VBK Music, và các bạn có thể liên hệ mình qua Facebook Phương Ngô và fanpage VBK Music hướng dẫn làm nhạc. Hiện tại thì VBK Music đang có các sản phẩm dịch vụ như bán các bộ video hướng dẫn hòa âm phối khí, nhận dạy hòa âm phối khí, cung cấp a cappella cho các music producer và sáng tác ca khúc thương hiệu cho doanh nghiệp. Ngoài ra các bạn cũng có thể nhận những bài viết, video và dữ liệu làm nhạc hoàn toàn miễn phí trên trang chủ vbkmusicteam.com. Anh em nhớ truy cập thêm vào một cộng đồng để cùng giao lưu với các music producer khác nha. Hello, xin chào các bạn đang có mặt tại cái video podcast này, dành cho những bạn mới vào xem hoặc là những bạn đã vào xem nhưng mà chưa xem podcast bao giờ. Thì podcast là một cái chương trình được phát sóng hàng tuần vào 17 giờ mỗi tối thứ năm. Ở đây thì mình sẽ có nói về những cái chủ đề mà các bạn quan tâm liên quan đến nghề nghiệp, công việc, cũng như là tư duy dựa trên những cái gì mà mình đã trải qua và mình tích lũy lại thành kinh nghiệm. Ở đây thì mình chỉ nói những cái gì mà mình đã trải qua và có kinh nghiệm thì chia sẻ thôi. Và cũng rất là hy vọng là qua những cái podcast này, mình biết đâu đấy có thể cho các bạn một cái giải pháp, hoặc cũng có thể là một chút động lực, cũng có thể là một chút tinh thần để cho các bạn tiếp tục trên con đường hành trình phát triển của bản thân. Và nếu như mà các bạn có cái thắc mắc gì, hoặc là các bạn muốn mình làm về chủ đề gì, thì hãy comment xuống bên dưới. Thì biết đâu mình đã trải nghiệm qua và mình có thể gửi đến cho các bạn những cái góc nhìn, những cái trải nghiệm của mình, góc nhìn từ một người đã trải nghiệm. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái video nói về việc là làm thế nào để theo đuổi đam mê. Gần đây thì có một bộ phim khá là hay đang rất là nổi từ mùng 1 Tết đến giờ, đó là bộ phim Nhà Bà Nữ. Ở trong đấy có một nhân vật Nhi. Thì nói chung là mình không dành thời gian nói nhiều về phim này nữa, bởi vì rất là nhiều người nói rồi. Và cái mà mình muốn chia sẻ ở đây, muốn nói chuyện với các bạn, đấy là nhân vật Nhi. Nhân vật Nhi là một điển hình về một báo thủ chuyên nghiệp. Đó, ngông cuồng, coi đam mê của mình là nhất, sau đó là theo đuổi đam mê một cách mù quáng, không có một cái sự chuẩn bị gì cả, và cuối cùng sau khi thất bại lại quay ngược trở về báo cha, báo mẹ, báo gia đình. Thì đấy là một báo thủ. Thì nhân vật Nhi được khắc họa là một nhân vật đại khái là không có tính tự lập lắm. 20 tuổi rồi mà mẹ vẫn phải lo cho rất là nhiều thứ, cũng một phần là do sự bao bọc quá nhiều của bà nữ sinh ra nhân vật Nhi như thế. Nhân vật Nhi được khắc họa là nhân vật có đam mê làm gốm, nhưng mà ở trong phim thì mình không thấy nhiều lắm cái sự đam mê của Nhi. Và đến một thời điểm thì như bao học sinh khác thì Nhi đi học theo bố mẹ, đó là học ngành tài chính ngân hàng. Và cuối cùng sau một vài buổi ăn chơi, xong quen được một cậu bạn tên là John, thì về nhà cãi cha cãi mẹ và quyết định là phải đi theo đam mê của chính mình. Nhưng bạn ấy đi theo đam mê bằng cách không làm gì cả. Mình không thấy bạn ấy chuẩn bị một chút nào cho cái việc kinh doanh của bạn, không chuẩn bị một chút nào cho hành trình tự lập của bạn, mà đùng một cái đây là xung đột gia đình và bạn cãi nhau, bạn bỏ đi. Tiếp theo sau đó thì bạn tiếp tục theo đuổi đam mê của bạn ấy khi mà ra với John, bằng cách là bạn ấy cũng không làm gì cả. Nghĩa là thay vì việc bạn ấy phải đi học, phải chuẩn bị cho bản thân, chuẩn bị những cái kỹ năng, chuẩn bị kiến thức, cũng như là chuẩn bị tâm lý để theo đuổi công việc kinh doanh liên quan đến làm gốm, thế bạn ấy không làm gì cả, bạn ấy lại ở nhà và muốn ăn bò waifu. Theo tôi được biết là bò waifu khoảng 6-7 triệu một cân gì đấy, không nhớ thông tin lắm. Đó, nhưng mà tầm đấy. Thì rõ ràng là cái kết cục mà bạn ấy vác cái bụng bầu về cho bà nữ đấy là cái chuyện hiển nhiên mà mình có thể thấy được. Tuy nhiên thì mình hơi đáng tiếc ở trong một cái phân cảnh đấy là mình mong muốn cái thời điểm mà bạn ấy đứng trước cửa nhà và sau một hồi đắn đo thì bạn ấy quyết định quay đi và làm một người mẹ đơn thân một cách độc lập. Nhưng mà xong rồi cuối cùng, như các bạn thấy thì cuối cùng lại quay về ăn bám nhà bà nữ và có những cái góc nhìn, những cái triết lý rất là buồn cười mà mình không thể đồng cảm được. Thì đấy là toàn bộ cái nhân vật Nhi mà mình muốn ví dụ trong buổi ngày hôm nay. Thì đấy là một cái câu chuyện rất là đáng buồn dành cho rất nhiều bạn. Các bạn cứ nghĩ đam mê của bạn là tất cả, hoặc là có đam mê các bạn sẽ làm được hết, nhưng cuộc sống nó khắc nghiệt lắm các bạn.
Hôm nay thì mình muốn ngồi đây dành thời gian cho các bạn đang ấp ủ đam mê và muốn theo đuổi đam mê, nhưng mà các bạn còn đang nghĩ quá đơn giản, hoặc là các bạn đôi khi các bạn bị đam mê thao túng, các bạn bị mù quáng, các bạn lao theo, và đôi khi những cái trải nghiệm của bạn nó đem lại những cái điều gì nó không thực sự xứng đáng để các bạn phải bỏ qua, phải đánh đổi nhiều như thế. Lời khuyên đầu tiên của mình thì các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ. Chuẩn bị ở đây thì gồm có nguồn lực như là tiền này, như là thời gian này. Có rất nhiều bạn đang làm công việc văn phòng nhưng cố gắng thay đổi, theo đuổi đam mê một cái công việc gì đó, thì bạn lại phải dành thời gian nhiều hơn thay vì làm việc 8 tiếng. Nhưng mỗi khi các bạn thậm chí phải học, phải chuẩn bị thêm đến, các bạn có thể sẽ phải làm đến 12 tiếng một ngày để vừa làm công việc trên văn phòng và để duy trì, để chuẩn bị cho những gì mà bạn sẽ làm trong thời gian sắp tới. Cái thứ hai đó là tiền, chắc chắn phải có tiền rồi. Đi sang một cái lĩnh vực mới, nếu như mà bạn đang làm văn phòng mà bạn dừng công việc để chuyển sang công việc mới thì rõ ràng bạn cần phải có tiền. Chứ nếu không, làm hết một tháng mà ngay lập tức cái đam mê của bạn không ra tiền ngay thì rõ ràng bạn không thể sống như thế được. Ai cũng cần phải ăn uống, hít thở. Nên là cái việc chuẩn bị tiền là điều mà các bạn chắc chắn phải đặt lên hàng đầu khi mà các bạn nghĩ đến việc mà theo đuổi đam mê. Tiếp theo bạn cần phải chuẩn bị kiến thức. Thì kiến thức nó có nhiều thứ. Ví dụ các bạn theo đuổi làm nhạc chẳng hạn thì các bạn phải làm được nhạc chứ. Các bạn phải sản xuất được nhạc, các bạn phải làm tốt, làm đến mức mà người ta công nhận để sẵn sàng trả tiền cho bạn, thì lúc bấy giờ bạn mới gọi là tạm chắc chắn là mình ra ngoài và mình có thể làm, mình có thể có một tí cơ sở để theo đuổi cái này chứ. Bây giờ bạn mới biết làm qua bập bẹ xong bạn đòi bứt ra để theo đuổi đam mê thì khó lắm. Ngay cả bản thân các bạn lúc bấy giờ quyết định là đi ra theo đuổi đam mê thì chắc cũng là do một cái động lực hay là một cái gọi là ép buộc, một cái sự phản kháng của các bạn, chứ thực chất thì các bạn chưa sẵn sàng, bản thân các bạn chưa sẵn sàng cho cái việc theo đuổi đam mê. Ngoài kiến thức chuyên môn hẹp ra, nó còn kiến thức chuyên môn rộng. Nghĩa là khi mà các bạn tập trung vào làm nhạc ấy, thì cái chuyên môn làm nhạc để các bạn làm nhạc để người ta trả tiền cho bạn thì ok, nhưng cái kiến thức chuyên môn rộng để các bạn có thể tìm kiếm được công việc, các bạn có thể giao tiếp với khách hàng, các bạn có thể nói chuyện, các bạn tạo được niềm tin với khách hàng thì đó là quan trọng hơn rất nhiều. Nghĩa là các bạn phải trải nghiệm, các bạn phải giao tiếp. Còn đâu hình ảnh của một cô bé Nhi thì là một cô bé rất là non nớt, chả không hiểu gì về sự đời cả. Thì kể cả là cô bạn ấy có làm gốm rất tốt đi chăng nữa thì đi ra ngoài đời kia bị đời cạnh tranh và vả cho một phát thì bạn ấy cũng ngất thôi. Tiếp theo là các bạn cũng phải chuẩn bị một số kỹ năng theo mình là cơ bản nhất, ở cái mức basic nhất để các bạn có thể làm việc và duy trì cái công việc đam mê của mình. Đấy là kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng thời gian và kỹ năng quy trình hóa. Giao tiếp là cái quan trọng đầu tiên nhé. Xong sau đấy là kỹ năng lập kế hoạch. Sẽ đến một cái thời điểm là các bạn cần phải có kế hoạch cho cuộc đời của bạn. Còn nếu không thì các bạn cứ chỉ làm những điều bạn thích để các bạn lang thang. Các bạn để mà xem, nếu mà các bạn là người làm nhạc, các bạn chỉ cắm đầu vào làm nhạc không thôi và các bạn up lên trang mạng xã hội thì rất là khó để các bạn kiếm được việc. Thế lúc bây giờ cái kỹ năng lập kế hoạch là gì? Ngoài cái việc mà các bạn thích ra, ngoài cái việc là làm nhạc ngày làm đêm ra, thì các bạn cần phải đi tìm kiếm khách hàng. Các bạn cần phải đi kết nối với khách hàng, các bạn tìm những khách hàng mục tiêu. Thì cái việc lập kế hoạch đấy nó sẽ giúp cho các bạn định hình rõ là cái việc gì mà các bạn phải làm, cũng như là nếu mà các bạn thiếu cái gì thì các bạn sẵn sàng dành thời gian để đi tìm kiến thức để học. Tiếp theo là các bạn phải học cách sử dụng thời gian hiệu quả. Chứ bây giờ bạn cắm đầu làm nhạc xong lúc sau rảnh rảnh các bạn lại quay ra bạn ngồi bạn lướt Facebook hay TikTok, bạn ngồi lướt 2-3 tiếng rồi bạn lại quay trở lại làm nhạc, các bạn không có thời gian để làm gì cả, các bạn không có thời gian để phát triển. Và cuối cùng là kỹ năng quy trình hóa. Bởi vì những cái thứ mà các bạn làm không phải thế mạnh của các bạn, đúng không? Các bạn chỉ có thế mạnh làm nhạc thôi. Thì các bạn có kỹ năng quy trình hóa, nghĩa là gì? Khi mà làm một công việc cụ thể, công việc bất kỳ, thì bạn có kỹ năng quy trình hóa, tức là các bạn biết bước nào làm trước, bước nào làm sau. Đơn giản như là làm việc với khách hàng thôi. Bước nào làm trước, bước nào làm sau, thỏa thuận với khách hàng như thế nào để không xảy ra xung đột, thì tất cả nó đều gọi là quy trình hóa. Quy trình hóa nó đơn giản, nó chỉ là một công việc các bạn phải làm nhiều bước, nhưng thay vì việc phải cố gắng nhớ tất cả các đầu công việc, nhớ từng bước của đầu công việc, giả sử bây giờ bạn phải làm 10 công việc mà mỗi đầu công việc đấy có 10 bước thì bạn phải nhớ 100 bước ở trong đầu, nó rất là mệt. Thì bây giờ bạn nốt lại ra một cái cuốn sách hay một cái tờ giấy. Thì lần sau khi mà làm cái công việc đấy bạn cứ sở ra thì bây giờ các bạn chỉ cần tập trung vào việc làm việc thôi. Các bạn không cần phải cố gắng nhớ là bây giờ mình sẽ phải làm gì. Đó thì đấy là kỹ năng quy trình hóa. Đấy là 4 kỹ năng cơ bản nhất mà theo mình là các bạn nên học. Bước thứ hai các bạn cần xây dựng, đó là xây dựng sự tự lập. Nghĩa là khi mà các bạn theo đuổi sự đam mê,
thường ở Việt Nam hay là ở Á Đông chúng ta thì những cái gọi là đam mê hay là sở thích nó không liên quan trực tiếp kiếm ra tiền ngay lập tức thì rất là khó để được gia đình với phụ huynh đồng ý. Nên là cái việc đầu tiên mà các bạn muốn bứt ra khỏi cái sự kiểm soát của gia đình hoặc là sự định hướng của gia đình, đấy là đảm bảo bạn phải tự lập trước, tự lập trong suy nghĩ, tự lập trong tài chính. Nếu mà các bạn bây giờ, giả sử đi, bây giờ mà các bạn còn bị lệ thuộc vào gia đình về chu cấp tiền bạc ăn học này, về chu cấp tiền bạc để sinh hoạt này, thì bây giờ bạn làm cách nào để theo đuổi đam mê, đúng không? Bạn vác mặt ra ngoài đường đi một tháng, bạn không có tiền bạn lại phải vác mặt về, không ai nuôi bạn cả, chỉ có gia đình là nơi duy nhất bao bọc bạn vô điều kiện thôi. Nên là nếu như mà muốn trở thành một con người độc lập thì bạn phải độc lập trong tài chính, ít nhất là bạn phải sinh tồn được đã. Các bạn có sẵn sàng xách xe ra ngoài đường chạy Grab không? Các bạn có sẵn sàng đi bưng bê phục vụ ở các quán ăn không? Các bạn có sẵn sàng làm bùi bàn cà phê không? Các bạn có sẵn sàng làm ship hàng không? Bạn phải chuẩn bị được cho mình cái tâm lý đấy. Bởi vì nếu như mà trong trường hợp mà các bạn không may mà va vấp một chút gì đấy, các bạn lại quay trở về gia đình, thì không gia đình nào tôn trọng để các bạn theo đuổi đam mê cả. Thì lần sau các bạn muốn làm một cái việc gì đó độc lập khó lắm. Đó nên là các bạn phải tự lập trước, tự lập về tài chính là cái đầu tiên. Có thể là tự lập về trong suy nghĩ thì các bạn có thể sẽ rèn luyện dần. Tuy nhiên thì cái điều tối thiểu là các bạn phải độc lập trong tài chính. Cái thứ hai là bạn phải có phương án dự phòng. Nghĩa là bây giờ kể cả bây giờ bạn độc lập tài chính, bạn để dành được một số vốn nhất định rồi. Giờ bạn để dành 100 triệu đi. Bạn lập tức bạn dành thời gian cho cái việc đam mê, để là kinh doanh gì ấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà tạch cái đấy thì bạn có phương án dự phòng gì không? Đó. Thì mình có một cái kinh nghiệm như thế này. Nếu như mà bạn chạy Grab một thời gian đi, bạn tích lũy được 100 triệu. Cái này thì gọi là ăn nhịn để dành lắm mới tích lũy được ấy. Bởi vì là những cái công việc mang tính cơ bản như thế, nó tiêu hao sức lực với trí óc của mình rất là nhiều. Nên là thường xuyên, nếu mà các bạn đã chưa quen, không quen với công việc đấy, hoặc là các bạn xuất phát của bạn không đủ nghèo, xuất phát của bạn không đủ nghèo nhé, để sẵn sàng làm cái việc đấy và tích lũy thì nó rất là dễ để các bạn tiêu xài để đảm bảo cho cái thể chất và tinh thần của các bạn có thể là tiếp tục để các bạn lại chạy Grab. Thì trong cái trường hợp mà các bạn tích được 100 triệu và các bạn sau đó các bạn không làm gì cả, bạn bỏ luôn 100 triệu đấy ra để kinh doanh, thì đến khi mà bạn sập, các bạn có sẵn sàng quay trở lại chạy Grab không? Khó kinh khủng luôn. Và cái lời khuyên của mình là nên duy trì một cái công việc nào đấy khi mà các bạn theo đuổi đam mê của các bạn. Mặc dù cái công việc đấy nó không còn là chính để bạn kiếm tiền, kiếm thêm thu nhập nữa, nhưng các bạn vẫn cần phải duy trì. Ví dụ như là trong cái giai đoạn mà các bạn chuẩn bị, các bạn có thể chạy Grab 8 tiếng, các bạn dành 4 tiếng để học tập, để chuẩn bị cho cái lĩnh vực mà mình đam mê. Thì bây giờ khi mà mình bắt đầu có sự độc lập, có sự xây dựng sự nghiệp rồi, mình vẫn cần có sự dự phòng. Vẫn chạy Grab, chạy 4 tiếng một ngày, làm 8 tiếng cho công việc kinh doanh, nhưng chạy Grab 4 tiếng một ngày. Thì chúng ta cần phải có phương án dự phòng, và để chúng ta không làm ảnh hưởng đến ai khi mà chúng ta vấp váp. Và hơn nữa, chúng ta có một cái tinh thần làm việc và cái tinh thần tự học. Trong cái giai đoạn đấy nó sẽ giúp cho các bạn có cái tinh thần tự học, là bạn phải chuẩn bị cho bất cứ cái tình huống xấu nào có thể xảy ra. Điều thứ ba là các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận thất bại. Có một câu nói của anh Trấn Thành rất hay, không biết anh Trấn Thành có học của ai không, nhưng mà trên cái talk show của kênh 14 anh nói một câu rất này: trái nghĩa của thành công không phải là thất bại, mà trái nghĩa của thành công đấy là bỏ cuộc. Nghĩa là bây giờ bạn đầu tư ở kinh doanh, đúng không? Bạn đang học IT, bạn chuyển sang kinh doanh, đúng không? Bạn bỏ 100 triệu, 200 triệu để bạn kinh doanh. Các bạn kinh doanh 6 tháng thì các bạn, cái công việc kinh doanh 100 triệu đấy các bạn mất hết. Thì nếu mà các bạn bỏ công việc kinh doanh thì tất cả những cái gì thu lượm được trong quá trình kinh doanh của bạn nó sẽ vứt đi hết. Nhưng nếu mà các bạn tiếp tục kinh doanh thì kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, những cái bài học, những cái kiến thức trong kinh doanh của bạn là vẫn còn. Thế cái thất bại đấy nó cũng chỉ là một cái bước tất yếu thôi. Và thất bại đấy là điều tất yếu. Không có ai mà kinh doanh ngay từ đầu mà nó thành công cả. Hoặc là trong quá trình kinh doanh đấy, nghĩa là 100 triệu đấy, đấy là một cái thử nghiệm lớn. Nhưng mà trong cái thử nghiệm lớn đấy, những cái người khởi nghiệp ấy, người ta đã vô số những cái thử nghiệm nhỏ thất bại ở trong đấy rồi. Chứ không phải là chuyện thất bại trong kinh doanh với cái số vốn 100 triệu đấy, bởi đấy mới là cái thất bại đầu đời. Nên là các bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần thất bại là điều tất yếu để các bạn có được thành công. Và cái quan trọng nhất là sau thất bại, các bạn đã làm được gì, và sau thất bại các bạn học được gì. Nếu mà các bạn không chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc thất bại thì gần như đấy là thất bại cuối cùng của các bạn.
cho cái mà các bạn đam mê. Rất nhiều bạn theo đuổi ngay lập tức bị cú tát đầu tiên xong không ngóc được lên được, bởi vì các bạn chưa chuẩn bị tinh thần. Đó. Đam mê đối với các bạn nó vẫn là một cái gì đấy rất là màu hồng. Các bạn chưa chuẩn bị tinh thần để đến khi gặp phải cái tình huống như vậy thì các bạn không thể ngóc lên được. Yếu tố thứ tư mà các bạn cần phải nắm được đấy là may mắn là một yếu tố để thành công, nhưng không phải tất cả. Rất nhiều bạn dành cái sự so sánh đến với những người khác. Tại sao mình năng lực mình giỏi hơn, năng lực chuyên môn mình giỏi hơn, có thể là một vài cái kỹ năng trong cái nghề nghiệp mình giỏi hơn, nhưng mà tại sao thằng kia nó thành công hơn mình? Thực tế thì may mắn nó là điều cần thiết cho bất cứ cái thành công nào. Nhưng mà ngoài may mắn ra thì các bạn còn nhiều thứ, nhiều yếu tố khác nữa chứ, đúng không? Và hơn nữa, nếu các bạn dành thời gian so sánh với may mắn của người khác thì các bạn không bao giờ cố gắng để trọn vẹn những cái kia để chờ đợi may mắn. Nhưng là bây giờ, giả sử bây giờ nó có 10 thành tố đi, ví dụ như là kỹ năng chuyên môn này, kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng trao đổi với khách hàng, kỹ năng nó có muôn vàn kỹ năng trong đấy, và may mắn là một yếu tố trong đấy. Nhưng mà bây giờ các bạn cứ nhìn vào may mắn của người khác, cứ nhìn vào cái thành công của người khác đạt được, mà các bạn đổ lỗi là do mình không có may mắn, mà các bạn lại không dành thời gian. Chính vì mà các bạn hay đổ lỗi cho việc không may mắn ấy, mà các bạn không dành thời gian để trau dồi bản thân thêm, để hoàn thiện thêm những thứ khác. Và hơn nữa là các bạn phải kiên nhẫn để đến khi có cái may mắn mỉm cười với mình. Không phải là tự dưng các bạn làm một cái mà có may mắn ngay được. Các bạn nhìn thấy họ may mắn, mặc dù là kỹ năng rồi, kỹ năng chuyên môn hay là những cái gì mà các bạn đưa ra so sánh, thì thường là các bạn thường lấy những cái thứ mà các bạn giỏi để đi ra so sánh với người khác. Nhưng mà các bạn không nghĩ là họ giỏi hơn các bạn ở những thứ khác, hoặc họ kiên trì hơn các bạn rất là nhiều. Có thể cái kỹ năng chuyên môn rồi tất cả mọi thứ kỹ năng của họ không giỏi, nhưng họ đã kiên trì với cái lĩnh vực đó rất là lâu rồi, để đến khi mà họ chớp được thời cơ, họ chớp được cái sự may mắn đến với họ. Còn nếu như mà các bạn cứ đứng mãi trong cái vòng luẩn quẩn, các bạn không cố gắng cho bản thân để chờ đợi sự may mắn, các bạn không kiên trì mà các bạn chỉ đi so sánh với may mắn người khác ấy, thì không may mắn nào nó kịp đến với các bạn cả. Tất nhiên thì nó vẫn có ăn hên, nhưng mà cái số lượng đấy thì nó nhỏ lắm. Và đã là cái gì không phải nằm trong tầm tay của chúng ta, không phải những gì mà chúng ta không quyết định được ấy, thì không nên trông đợi làm gì cả. Kể cả là với những người sẵn sàng bao bọc và chở che mình vô điều kiện như bố mẹ. Và cuối cùng là các bạn phải sẵn sàng cháy hết mình và sẵn sàng từ bỏ. Nếu mà các bạn có đọc về triết lý Ikigai hay là triết lý về công việc của người Nhật ấy, thì một công việc nó phải có 4 yếu tố. Đấy là các bạn phải thích, các bạn phải làm giỏi được nó, các bạn phải làm được ra thứ mà xã hội cần, và các bạn kiếm được ra tiền, thì đấy mới là công việc đúng nghĩa cho các bạn có thể hạnh phúc. Đam mê sẽ không hạnh phúc nếu mà các bạn không có tiền hoặc là xã hội không cần. Bởi vì các bạn, nếu như mà xã hội không cần thì công việc đấy các bạn không được ủng hộ, không được xã hội ủng hộ, các bạn sẽ không có chỗ dựa về mặt tinh thần, hoặc là hai là nó trái pháp luật. Nếu như mà các bạn không có tiền thì sớm hay muộn gì đam mê đấy các bạn cũng bị bỏ xó rồi. Đó, thì trong cái trường hợp ngược lại, nếu mà đấy là công việc xã hội cần và nó kiếm ra nhiều tiền và rất nhiều tiền, nhưng đã có rất nhiều người giàu mà phải khóc bởi vì đấy không phải là công việc mà họ yêu thích. 8 tiếng một ngày, nếu như mà phân tích kỹ ra thì nó là một nửa cuộc đời của chúng ta, bởi vì 8 tiếng chúng ta dành để ngủ rồi. 8 tiếng một ngày để làm việc, đấy là minimum đi, 8 tiếng một ngày của một người trưởng thành là một nửa cuộc đời của chúng ta là công việc. Mà chúng ta phải làm một nửa đời với những thứ mà chúng ta không thích thì đấy cũng không phải là cuộc sống hạnh phúc. Hoặc là hai là có những bạn mà tìm được một công việc đam mê, các bạn sẵn sàng bỏ tiền để theo cái đam mê đấy vào một công việc các bạn ấy kiếm được tiền, thì ok, song hành hai công việc đấy cũng ok. Tuy nhiên đó là cái lựa chọn phụ thôi. Nếu như mà các bạn còn trẻ thì bạn hãy sẵn sàng cố gắng tìm ra một cái công việc mà các bạn vừa kiếm ra tiền, vừa xã hội cần, và các bạn thích nó và làm giỏi nó. Thì nếu mà các bạn xuất phát từ công việc từ đam mê thì các bạn phải tìm cách kiếm được ra tiền từ đam mê, và cái đam mê đấy là chính đáng nha. Không phải là đam mê chơi đồ xong đi bán thuốc phiện như các thứ thì xã hội nó không cần. Cũng kiếm được tiền đấy, cũng thích đấy, cũng giỏi đấy, nhưng mà xã hội không cần thì nguy hiểm. Hoặc là nếu như bạn tiếp cận với cái vấn đề là các bạn làm một việc không thích để các bạn kiếm tiền, thì đâu đó trong cái công việc các bạn thích ấy, vẫn có những thứ các bạn hoàn toàn có thể tìm được niềm yêu thích trong công việc. Nghĩa là bạn hiểu được bản thân của bạn, các bạn biết được là các bạn vui khi có những điều như thế nào, thì các bạn tự tạo ra cho các bạn những cái niềm vui nhỏ nhỏ trong cái công việc mà bạn làm kiếm tiền. Cái này thì đã có rất nhiều người làm được rồi.
Tuy nhiên thì hầu hết là mọi người đa số là thụ động, nghĩa là làm một thời gian sau đấy là tự tìm được ra, tức là may mắn tìm được ra cái điều mà mình thích trong công việc mà mình làm, kiếm tiền trong những cái sự nhàm chán mà mình phải trải qua mỗi ngày. Đó thì mình hay có lời khuyên dành cho các bạn trẻ là nếu như mà bây giờ các bạn thực sự đam mê âm nhạc, các bạn đến với âm nhạc, các bạn hãy chuẩn bị tất cả những thứ, bốn thứ mà mình vừa nêu trước. Xong sau đấy các bạn hãy cho bản thân mình cũng như là gia đình mình một cái mốc thời gian nhất định để các bạn có một cái mục tiêu để các bạn phấn đấu. Chứ nhiều khi các bạn bảo là tôi cứ theo âm nhạc thì bắt đầu là lơ bờ, các bạn làm các bạn không có kế hoạch, không có mục tiêu, không có sự cố gắng, cái thời gian của bạn bị trôi đi vô nghĩa, nó lãng phí, thì nó cũng không nên. Bạn có một mục tiêu, bạn cho mình một khoảng thời gian 2 năm chẳng hạn, tôi sẽ cố gắng với nó 2 năm. Và các bạn nếu như mà trong 2 năm đấy các bạn thực sự các bạn cháy hết mình với đam mê của bạn ấy, các bạn chuẩn bị này, các bạn xây dựng sự tự lập, các bạn vào làm nghề, các bạn sẵn sàng đón nhận những thất bại và lại đứng dậy, các bạn lại thất bại và các bạn đứng dậy, và sau 2 năm đấy tiếp tục được công việc hay không thì chắc chắn tự các bạn cũng có thể có câu trả lời. Và khi mà các bạn đã cháy hết với đam mê của bạn mà các bạn thấy thực sự các bạn tự bản thân các bạn không theo được nữa ấy, các bạn không còn luyến tiếc cái công việc đấy nữa. Đã có rất nhiều người bạn của mình như vậy rồi. Và lúc bấy giờ thì người ta sẵn sàng đi tìm những cái công việc làm để tạo ra tiền mà họ không hề vương vấn với cái đam mê của họ nữa. Và người ta toàn tâm toàn ý cho cái việc là làm việc kiếm tiền cũng như là tìm kiếm một đam mê khác để tiêu tiền. Hoặc là sau khi mà người ta làm cái công việc kiếm tiền của họ xong, họ có tiền và họ dành tiền đấy để chơi với cái đam mê của họ. Thì mình nghĩ đấy vẫn là một cuộc sống viên mãn. Và hơn cả đấy là cuộc sống mà chúng ta chủ động đạt được, chứ không phải là những thứ mà chúng ta thụ động. Có rất nhiều người bạn của mình đến tầm này hơn 30 tuổi rồi mới bắt đầu quay ngược trở lại, xong tìm gọi là tìm kiếm đam mê của mình ấy. Nhưng mà yếu tố tuổi tác và gia đình rồi các cái trách nhiệm không cho họ có cơ hội để trải nghiệm nữa. Đó, tiếc là tại sao ngày xưa không dám. Thì đấy là một điều rất là lãng phí. Thường thì người ta chỉ tiếc những thứ mà người ta không làm thôi, chứ ít ai đi nối tiếc những thứ mà người ta đã làm đó. Những cái thứ mà người ta đã làm thì khi tạo ra kết quả không mong muốn thì nó tạo ra một cái cảm xúc nhất thời trong giai đoạn đấy. Còn lại cái sự nối tiếc thường dành cho những điều không dám làm nhiều hơn. Ok, nhân đây mình cũng chia sẻ một cái trải nghiệm về việc tìm kiếm đam mê của mình. Thì đầu năm 2013 mình là một sinh viên Bách Khoa. Năm đấy thì mình vẫn đang học, thì mình có ý định kinh doanh. Mình lúc bây giờ thì mình cầm tiền này, cầm vốn này, rồi cầm kế hoạch ở trên tay và gọi điện về nhà thì nhận được những cái lời nói không hay từ gia đình. Nói chung là ngày đấy thì mình cũng rất là chẩu. Mình sinh ra là một thằng gần như kiểu không biết sợ là gì. Từ nhỏ lớn là gần như không biết sợ là gì, nên là lúc bây giờ là cái máu tự ái nó nổi lên khủng khiếp. Lúc bây giờ là mình tắt ngay điện thoại, mình rút sim mình ném đi và không liên lạc gì với gia đình. Ít lâu sau bố mình phải đi tìm. Nhưng mà đây là cái câu chuyện của mình thôi nhá. Cái lời khuyên của mình là đừng nên như mình trong cái khoảng thời gian đấy, là lúc bây giờ là mình đang phi lý trí rồi. Nếu như mà trong trường hợp đấy mình làm những điều gì dại dột thì mình đang nghĩ là về sau mình có con mà con mình làm như thế thì mình không biết là mình sẽ phải trải vào cái trường hợp đấy thì mình cũng không biết sẽ phải làm gì. Nhưng mà rất là may mắn là đợt đấy thì mình không kinh doanh nữa, bởi vì là ngay lúc bấy giờ là cái vấn đề về tinh thần của mình đang bị, nghĩa là gia đình của mình không ủng hộ và cũng như là có gọi là thái độ không ngay với mình, cho nên là mình bị mất tinh thần chứ không phải là mình sợ. Thì mình bị mất tinh thần nên mình không kinh doanh nữa. Năm 2014 thì mình không theo kỹ thuật mà mình chuyển từ kỹ thuật sang với guitar. Lúc bây giờ thì mình chỉ có bập bẹ về khả năng chơi guitar biểu diễn này ở các phòng trà mini thôi. Mà năm này 24 tuổi nha. Và cũng như là khả năng dạy guitar cũng bập bẹ. Nhưng mà rất là may cái bước đi đầu tiên đấy thì nó lại có một chút thành quả, nên là mình không gặp cái vấp váp gì. Thì sau 2 năm đến năm 2016 thì mình tích lũy được một số vốn và mở shop guitar. Thì lúc bây giờ mình ăn một cú tát đầu đời. Lúc bây giờ mình mới sáng mắt ra là biết là mình mới có thể là may mắn với guitar thôi, nhưng mà kinh doanh thì không. Nên là lúc bây giờ sau cái vấp ngã đấy, mình vẫn có ấp ủ ý định kinh doanh, nên mình bắt đầu lao vào học tập. Đến năm 2017 thì mình tiếp tục mở shop guitar, nhưng mà lại ăn thêm một phát tát nữa.
Nghĩa là mình học tập, nhưng mà những cái gì mà mình tích lũy, những cái kiến thức chưa đủ, thì nó lại làm càng thôi thúc mình để hoàn thiện hơn. Sau hai lần như thế mình mất đâu đó khoảng 400-500 gì đấy, cũng là một con số khá là đau. Nhưng mà tuy nhiên thì có một điều rất là may mắn là các bạn biết là mình vẫn duy trì việc dạy học và vẫn duy trì việc đi diễn hàng tối để có cái trang trải cuộc sống. Nghĩa là kể cả là mình có chết ở mặt trận kinh doanh như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn sống được, mình vẫn tự lập được, mình vẫn đủ sống mặc dù leo lắt. Đến năm 2018 thì mình quyết định là chuyển. Mình có mở shop thứ ba nhá, nhưng mà cái công việc phát triển được một thời gian thì mình thấy là có lẽ cái duyên của mình với guitar là hết, mà cái duyên của mình với EDM nó đang tiến đến nhanh quá. Thì mình chớp lấy cái thời cơ đấy và mình chuyển sang nhạc điện tử. Và đến bây giờ thì mình cơ bản mình cũng cảm thấy mình có một chút thành quả và có một cuộc sống ổn định, ít nhất là đối với mình. Còn các bạn, đối với các bạn thì như nào là thành công hay là ổn định hay không thì mình không biết. Thì các bạn thấy là hành trình từ khi mà phản đối gia đình đến khi mà mình thực sự đạt được những cái thành quả đầu tiên ấy, nó là quãng đường dài, dài vô cùng luôn, rất là nhiều năm và thất bại là vô số kể để mình có thể tìm được cái con đường đúng. Và hơn cả là mình lúc nào cũng có công việc dạy guitar, với cả nghĩa là mình có cái vốn để dắt lưng rồi đấy. Nghĩa là bây giờ hoàn toàn công việc guitar mình sập thì mình vẫn có thể là xách guitar đi để mình biểu diễn được, à, nó không phải đến mức là chết đói. Nên là lời khuyên của mình dành cho các bạn, nếu mà các bạn thực sự đam mê thì điều đầu tiên các bạn cần nhìn nhận là mình có thật sự nghiêm túc với nó không. Nếu có thực sự nghiêm túc với nó rồi thì chuẩn bị mọi thứ thật là kỹ lưỡng. Kỹ lưỡng về cả từ vật chất, về vốn, kiến thức, trải nghiệm lẫn tinh thần của các bạn. Ở trong phim Nhà Bà Nữ có một câu nói triết lý rất là có vẻ xịn sò, nhưng mà thực ra mình không thích cái câu đấy lắm. Là con thà thất bại trong ước mơ của con còn hơn là thành công trong ước mơ của mẹ. Thực tế thì ước mơ của mẹ, gia đình nào cũng thế, cũng mong là con có một cái công việc để con có thể không khổ về mặt vật chất. Nghĩa là làm sao con kiếm được tiền, bởi vì cái khổ vật chất là cái thứ duy nhất mà ba mẹ đã trải qua những cái thời mà đói ăn, đói mặc, thậm chí có thể dẫn đến chết đói, có thể nghĩ cho các bạn thôi. Đấy là thứ duy nhất mà các vị phụ huynh giai đoạn này là phụ huynh các bạn chắc rơi vào tầm 7x. Đấy là những thứ duy nhất mà các vị phụ huynh của các bạn thời điểm hiện tại đang có thể nghĩ được. Thì nếu như mà các bạn có một công việc mà các bạn vừa kiếm được tiền, ít nhất là các bạn ổn định cho cuộc sống của bạn, các bạn không phải chết đói, các bạn không phải sống khổ, và cũng là công việc đấy là niềm đam mê, là niềm yêu thích của bạn, thì đó mới là cái thứ mà chúng ta hướng tới. Chứ chúng ta không phải đặt ra một cái tình huống để chúng ta phải lựa chọn và đánh đổi. Mình là Thế Phương VBK đến từ VB Music, và sẽ rất là vui nếu như các bạn ủng hộ mình trong thời gian tới bằng cách sử dụng các sản phẩm dịch vụ của VB Music. Nếu thấy những cái gì mà bọn mình cho đi là ý nghĩa, podcast của chúng ta sẽ phát thường xuyên vào mỗi tối thứ năm hàng tuần. Và mình rất là mong muốn các bạn sẽ bình luận xuống bên dưới để mình có thể nói chuyện thêm nhiều hơn về những cái chủ đề mà các bạn đang mong muốn. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và một giấc ngủ ngon.